Vâng, tiếp tục là con giải mã DAC của dòng Sony 57IS có chủ về với thị trấn Nông Trường Mộc Châu, Sơn La. Bác có theo dõi kênh và chốt cho mình một con DAC dòng của Sony vừa nghi vừa trưng bày. Dòng này chip chạy chip giải mã BGM nha bác, đặc trưng của những dòng được tích hợp trong những con 89BD và 89BDG hoặc là những con CD Sony 338SD vẫn chạy con giải mã này nha các bác. Khi em đang sử dụng đường analog qua cổng 3.5 thì chúng ta sử dụng được volume nha các bác. Đấy. Volume này. Đấy. Chúng ta có thể to nhỏ. Em còn hai con 59S nha, đồng giá 6.800.000 nha các bác. Hàng đẹp long lanh luôn nha.